Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử lớp 6, trang 37-40, sách Chân Trời Sáng Tạo, bài 7 Lượng Hà Cổ Đại. Học xong bài này, em sẽ nêu được những cái tác động của điều kiện tự nhiên với sự hình thành nền văn minh cổ đại Lượng Hà, trình bày được quá trình thành lập nhà nước của Lượng Hà, của người Lượng Hà, nếu được những thành tựu chủ yếu về văn hóa ở Lượng Hà. Khác với sự hình thành vương quốc thống nhất ở Ai Cập, Lượng Hà phát triển với sự ra đời của nhiều vương quốc do các tộc người khác nhau cai trị, nên lịch sử Lượng Hà triền miên những cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, hơn tất cả, cư dân Lượng Hà cổ đại đã tạo nên một nền văn hóa độc đáo và có những cái đóng góp đáng kể cho văn minh nhân loại. Một La Mã điều kiện tự nhiên, quan sát hình 7.1 và lược đồ 7.2 kết hợp với kiến thức đã học, em hãy chỉ ra những điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên giữa Ai Cập cổ đại và Lượng Hà cổ đại. Tại sao nhiều người Lượng Hà lại trở thành thương nhân? Lượng Hà là vùng đất nằm trên lưu vực hai con sông Euphrates và Tigris. Người Hy Lạp cổ đại gọi là Mesopotami, có nghĩa là vùng đất giữa hai con sông Lượng Hà. Đó là một vùng bình nguyên rộng lớn bằng phẳng, nhận phù sa hàng năm khi nước lũ dâng lên từ sông Euphrates và Tigris. Ở đây, người ta biết làm nông nghiệp từ rất sớm, họ trồng già là, ngũ cốc, rau củ và thuần dưỡng động vật. Hình 7.1, toàn cảnh di tích thành cổ Babylon của Lượng Hà cổ đại Iraq. Không có biên giới thiên nhiên hiểm trở, đi lại dễ dàng nên hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa giữa Lượng Hà với những vùng xung quanh rất phát triển. Nhiều người Lượng Hà trở thành thương nhân, họ rong ruổi khắp Tây Á thời bấy giờ với những đàn lạc đà chất đầy hàng hóa trên lưng. 7.2 Lược đồ Lượng Hà cổ đại. Trả lời câu hỏi 1. Quan sát hình 7.1 và lược đồ 7.2 kết hợp với kiến thức đã học, em hãy chỉ ra điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên của Ai Cập và Lượng Hà cổ đại. Như vậy, điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên của Ai Cập và Lượng Hà đó là: Ai Cập nằm ở phía đông bắc châu Phi, là vùng đất đai, vùng đất dài nằm dọc hai bên bờ sông Nin. Phía bắc là vùng hạ Ai Cập, nơi con sông Nin đổ ra Địa Trung Hải. Phía nam là vùng thượng Ai Cập với nhiều núi và đồi cát. Phía đông và phía tây giáp sa mạc. Sông Nin mang đến nguồn nước, nguồn lương thực dồi dào cho Ai Cập. Lưỡng Hà thì nằm trên lưu vực hai con sông Tigris và Euphrates. Người Hy Lạp cổ đại gọi là vùng đất giữa hai dòng sông Lượng Hà, là bình nguyên rộng lớn bằng phẳng, nhận phù sa hàng năm khi nước lũ lên, không có biên giới thiên nhiên hiểm trở, đi lại dễ dàng nên hoạt động buôn bán phát triển. Hai, tại sao nhiều người Lượng Hà lại trở thành thương nhân? Nhiều người Lưỡng Hà trở thành thương nhân vì không có biên giới thiên nhiên hiểm trở, đi lại dễ dàng, nên hoạt động buôn bán trao đổi hàng hóa giữa Lưỡng Hà với nhiều vùng xung quanh phát triển. Nhiều người Lưỡng Hà trở thành thương nhân. Họ rong ruổi khắp Tây Á thời bấy giờ với những đàn lạc đà đầy hàng hóa chất trên lưng. Hai, La Mã, quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại. Em hãy trình bày quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại. Quá trình thành lập nhà nước Lưỡng Hà cổ đại là người Sumer là nhóm người đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà khoảng 3.500 năm trước công nguyên. Họ xây dựng những quốc gia thành thị, đó là những nhà nước đầu tiên của người Lưỡng Hà.
Mỗi quốc gia thành thị bao gồm một thành phố và vùng đất xung quanh lệ thuộc vào họ. Vùng hạ lưu sông Euphrates và Tigris là nơi tập trung những cái quốc gia thành thị của người Sumer với những cái thành phố nổi tiếng như Ur, Uruk, Umma. Sau người Sumer, nhiều tộc người khác thay nhau làm chủ vùng đất này và lập nên những vương quốc. Những đế chế hùng mạnh, nhiều thành thị mới tiếp tục được xây dựng, trong đó nổi tiếng nhất là thành Babylon. Năm 539 trước Công nguyên, người Ba Tư xâm nhập sắp lược Lưỡng Hà, lịch sử các vương quốc cổ đại Lưỡng Hà kết thúc. Tiếp theo, quan sát lược đồ 7.2, em hãy kể tên những thành thị gắn với những nhà nước ra đời sau giai đoạn Sumer. Những thành thị gắn với nhà nước ra đời sau giai đoạn của người Sumer đó là Babylon, Mari, Assur. Người Sumer là nhóm người đến cư trú sớm nhất ở Lưỡng Hà, khoảng 3.500 năm trước Công nguyên. Họ xây dựng những quốc gia thành thị, đó là những nhà nước đầu tiên của người Lưỡng Hà. Mỗi quốc gia thành thị bao gồm một số thành phố và vùng đất xung quanh lệ thuộc vào nó. Vùng hạ lưu sông Euphrates và Tigris là nơi tập trung những quốc gia thành thị của người Sumer với những thành phố nổi tiếng như Ur, Uruk, Umma. Sau người Sumer, nhiều tộc người khác thay nhau làm chủ vùng đất này và lập nên những vương quốc, những đế chế hùng mạnh. Nhiều thành thị mới tiếp tục được xây dựng, trong đó nổi tiếng nhất là thành Babylon. Năm 539 trước Công nguyên, người Ba Tư xâm lược Lưỡng Hà, lịch sử các vương quốc cổ đại Lưỡng Hà kết thúc. Ba La Mã, những thành tựu văn hóa tiêu biểu. Chữ viết và văn học. Từ thiên niên kỷ 4 trước Công nguyên, Lưỡng Hà đã có chữ viết mà hình dạng giống như những chiếc đinh hay góc nhọn nên được gọi là chữ hình nêm hay hình gốc. Thành tựu văn học nổi bật của người Lưỡng Hà là bộ sử thi Gilgamesh nói về người anh hùng huyền thoại của Lưỡng Hà được xây dựng dựa trên hình tượng một vị vua có thật của người Sumer. Hình 7.3, bản chữ hình nêm của người Lưỡng Hà 2.400 năm trước Công nguyên. Lục pháp năm 1750 trước Công nguyên, bộ luật thành văn Hammurabi ra đời quy định những nguyên tắc trong đời sống như quan hệ cộng đồng, gia đình, buôn bán, xây dựng. Toán học, người Lưỡng Hà cổ đại rất giỏi về số học nên có nhiều phương pháp đếm khác nhau, trong đó nổi bật là hệ thống đếm lấy số 60 làm cơ sở. Ngày nay chúng ta vẫn sử dụng hệ đếm này để chia 1 giờ thành 60 phút, 1 phút thành 60 giây và chia một vòng tròn thành 360 độ. Hình 7.4, lời mở đầu của bộ luật Hammurabi khắc trên bia đá. Trẫm một vị vua quang minh và ngoan đạo, phát huy chính nghĩa ở đời, diệt trừ kẻ gian ác không tuân theo luật pháp, làm cho kẻ mạnh không hạ hiếp kẻ yếu. Lương Ninh, chủ biên Lịch sử thế giới cổ đại, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, năm 2005, trang 246. Câu hỏi, em hãy kể tên những thành tựu điển hình của văn hóa Lưỡng Hà cổ đại. Những thành tựu điển hình của văn hóa Lưỡng Hà cổ đại. Thành tựu chữ viết và văn học có đặc điểm. Chữ viết hình dạng giống như những chiếc đinh hay góc nhọn nên được gọi là chữ hình nêm hay hình gốc. Tác phẩm sử thi Gilgamesh nói về một vị vua có thật của người Sumer. Về luật pháp thì năm 1750 trước Công nguyên, bộ luật thành văn
Hammurabi ra đời quy định những nguyên tắc đời sống như quan hệ cộng đồng, buôn bán, xây dựng, v.v. Về toán học, có nhiều phương pháp đếm, trong đó nổi bật với hệ thống đếm số 60 làm cơ sở. Chúng ta sử dụng hệ đếm này để chia 1 giờ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây và chia một vòng tròn bằng 360 độ. Kiến trúc và điêu khắc thì người Lưỡng Hà sử dụng gạch làm vật liệu xây dựng và đất sét để tạc tượng, nặn tượng. Công trình kiến trúc nổi tiếng của người Lưỡng Hà là vườn treo Babylon. Tiếp theo, quan sát hình 7.3. Theo em, người Sumer dùng dụng cụ có hình dạng như thế nào để khắc chữ trên những phiến đất sét? Theo em, người Sumer đã dùng dụng cụ hình dạng giống như những chiếc đinh hay góc nhọn nên được gọi là chữ hình nêm hay hình gốc. Đọc đoạn tư liệu 7.4, em hãy cho biết vua Hammurabi ban hành bộ luật để làm gì? Vua Hammurabi ban hành bộ luật để nhằm cai trị đất nước ổn định, thịnh vượng và củng cố địa vị của mình. Kiến trúc và điêu khắc. Không có sẵn đá như ở Ai Cập, người Lưỡng Hà đã sử dụng gạch làm vật liệu xây dựng. Thời gian chiến tranh đã phá hủy phần lớn các công trình kiến trúc và nghệ thuật của Lưỡng Hà. Nhưng từ những di tích còn lại cho đến ngày nay thì chúng ta có thể biết được phần nào tài năng và khiếu thẩm mỹ độc đáo của người Lưỡng Hà trong nhiều lĩnh vực kiến trúc điêu khắc. Thì đây là hình 7.5, sư tử gầm gạch men cung điện vua Babylon, thế kỷ 6 trước công nguyên. 7.6, một mặt của hộp gỗ thành ua 2.500 tuổi, kiệt tác nghệ thuật Lưỡng Hà cổ đại, khắc họa cảnh chiến tranh. Công trình kiến trúc nổi tiếng của người Lưỡng Hà cổ đại là vườn treo Babylon, xây dựng vào thế kỷ 4 trước công nguyên. Nhà sử học Hy Lạp cổ đại Herodot đã mô tả vườn treo nhìn từ xa trông giống như một quả đồi xanh tươi đầy hoa, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp thành Babylon. Hình 7.7 đây là vườn treo Babylon, tranh minh họa. Luyện tập và vận dụng. Luyện tập 1. Quan sát lược đồ 7.2. Em hãy cho biết các thành thị của người Sumer phân bố chủ yếu ở khu vực nào. Thì quan sát lược đồ 7.2 cho biết các thành thị của người Sumer phân bố chủ yếu ở khu vực quen các con sông lớn là sông Euphrates và sông Tigris. Vận dụng hai thành tựu nào của người Lưỡng Hà cổ đại còn có ảnh hưởng đến ngày nay? Thì thành tựu của người Lưỡng Hà ảnh hưởng đến ngày nay là toán học. 3. Kể tên những đồ vật xung quanh em có ứng dụng thành tựu toán học của người Lưỡng Hà cổ đại, đó là thước đo độ và đồng hồ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử lớp 6 của bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.